Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn chọn bộ một cái bộ hệ thống điện của xe điện. Hệ thống điện của xe điện các bạn nhé. Ở đây nó bao gồm tất cả một cái bộ dây, đèn còi, xi nhan trước sau, đèn pha cốt, đồng hồ báo, ổ khóa, cụm công tắc. Đấy. Riêng cái bảng điều khiển và động cơ thì sẽ không được tính trong cái bộ này, nó sẽ đi theo cái cấu hình của một cái bộ xe bốn bánh. Ở đây là mình giới thiệu cho các bạn cái hệ thống điện này để các bạn mua đồ xe bốn bánh rồi các bạn có thể mua thêm một cái bộ như này nữa là đủ. Đấy. Thì sẽ có một số cái nó sẽ bị trùng lặp, nhưng cái đó thì để cho các bạn biết là một bộ hệ thống điện nó gồm những cái gì. Phần thiết bị cơ bản là gồm những đèn. Đấy, ở trong này. Đây. Đây là đèn hậu. Đèn hậu nó có nhiều loại nhé, nhưng mà mô hình nó như vậy. Để nuôi được một cái hệ thống đèn thì nó sẽ có một cái cục nguồn chuyển từ 48, 60, 72 xuống 12V. Đấy, cái nguồn này là nguồn to nha các bạn nhé. Nguồn này là nguồn 25A 300W. Nuôi tất cả các hệ thống ăn ở trong xe, như là đèn còi, đồng hồ, loa đài MB3, căm lùi, đài đóm. Đấy, là nó sẽ ăn ở cái cục này. Còn tất nhiên ở cái hệ thống sưởi và hệ thống điều hòa thì nó sẽ ăn nguồn trực tiếp 48, chứ nó không ăn nguồn 12. Tất nhiên là cũng ít anh em sử dụng đến sưởi và điều hòa. Đấy là... Đây là cái hệ thống đồng hồ báo. Đồng hồ báo này thì nó báo rất là nhiều chức năng. Ở đây. Đây ví dụ như này là đang báo công tơ mét, báo quãng đường đi. Đây là chạy lùi cho nên là nó báo chậm. Đấy. Thì mình giữ ga này một lúc là nó sẽ nhảy cái số công tơ mét đi được. Đây là cái quãng đường đi được này. Còn đây là mức pin này. Thì hiện tại là con này mình đang cắm pin nó yếu cho nên là nó đang thấp. Con này nó có thể báo đa năng 48, 60, 72. Đấy. Nó báo cả xi nhan này. Đấy, báo xi nhan. Nên là xi nhan khẩn. Dừng khẩn cả xi nhan cảnh báo cho nên sáng ở hai bên. Sáng cả đằng sau luôn. Đây là mẫu đèn pha vuông. Cái này các bạn có thể chọn đèn pha tròn, đèn pha vuông. Hoặc là nhiều mẫu đèn khác nữa. Đây là bộ của khách hàng mình mang ra để mình quay. Đây là xi nhan một này. Xi nhan một bên. Đấy. Cái này nó có chế độ trả xi nhan giống như ô tô. Khi các bạn đánh vô lăng thì nó sẽ nhả xi nhan lại. Đấy. Đấy là khi các bạn đánh vô lăng. Đây là ổ khóa. Ổ khóa này thì có 3 lấc. Lấc đầu tiên là lên đèn còi, đèn điện. Lấc thứ hai thì mới bắt đầu chạy được các bạn nhé. Và lấc thứ ba là dành cho máy xăng, nó để khởi động. Nhưng mà mình không dùng đến thì mình chỉ dùng hai lớp thôi. Đèn pha thì có đèn cốt, đèn pha. Và nếu các bạn thích thì có thể lắp thêm đèn đề mi nữa. Tức là đèn sương mù. Thì ở đây không có. Nhưng nó có đủ chức năng để cho các bạn sử dụng. Đấy, đây là đèn cốt pha. Đấy. Là nó ở cái nút này, gạt lên gạt xuống ở cái nút này. Đây là tay đảo chiều. Khi các bạn chạy số lùi thì ở dưới này nó sẽ có bóng báo. Đây. Khi các bạn chạy
đèn pha thì là ở đằng sau nó sẽ báo là đang đi ban đêm, và đây là đèn lùi, còn đây là đèn xi nhan. Đấy, nó đủ 4 chức năng, đèn là đèn 4 chức năng, lùi này, xi nhan này, pha, phanh, nó dùng chung ở đây. Khi các bạn đạp phanh thì cái đèn này nó sẽ sáng hơn bình thường. Đấy, còn ở trên này là bộ điều khiển và động cơ. Cái này thì theo công suất và theo cái bộ combo 4 bánh. Cái bánh xe thì mình đặt vào đây cho nó đẹp hình thôi. Đây là chọn bộ một cái bộ điện như vậy. Còi sên loại lớn này, các bạn có thể lắp còi nhại hoặc còi gì ở đây cũng được. Đấy. Hầu như khách hàng mua đồ bên em thì em sẽ đấu sẵn đó. Đấy. Như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mọi chi tiết có thể liên hệ qua số điện thoại đang để phía trên màn hình. Đấy. Thì các bạn mua bộ nào thì sẽ kết hợp với bộ điện đấy nhé. Đấy.